triển liên bang, thì cái vấn đề này những việc có thể lệ trình lên quốc hội, tức là cấp cao hơn, giữa coi như trở thành cái ngày ở coi như là hạ toàn thế giới người ta trông mong vào, giống như cái ngày nhân quyền vậy đó. Nhớ là chúng ta lúc này ghi chủ mà chúng ta phải bỏ nước ra để mà cái hy vọng chúng ta làm cái chính nghĩa cũng vậy, bỏ nước ra bây giờ vì cộng sản chứ không. Mà đây coi phim ở đây cái ông cô uống chụp đại đi sao mới nâng no. Dạ dạ đây đây chị hai nâng hai cổ chị ra đi chưa rồi chắc mọi người vô chưa chắc chắc đi vô luôn nha. Dạ dạ ba má của em ủng hộ sao dạ con ở Bình Dương ra để bảo trợ cái buổi gọi là đêm tưởng nhớ người dân. Thưa quý vị, hơn một tháng về trước chúng tôi có đệ trình tại sàn thảo nghị quyết của bang California, nghị quyết SR-121. Và với cái nội dung của nghị quyết này, chúng tôi vinh danh cũng như là ghi nhận cái hành trình tìm kiếm tự do của tập thể người Việt tị nạn của chúng ta. Hai chữ thuyền nhân Việt Nam đã được cộng đồng thế giới biết đến sau biến cố 30 tháng 4 1975, và chúng ta thấy làn sóng thuyền nhân rất cả triệu đồng bào rời mỗi Việt Nam bằng đường biển và bằng những phương tiện khác, và chúng ta thấy được trong thập niên 70, 80 và 90 đó đã có cả gần mất thể chế rồi thì cũng chẳng thôi thì có mấy bữa nay ngày anh đi anh đang ra bắt ra thử là cộng đồng 5 năm thôi là chưa có những vị trí đúng không ạ, nếu ứng cử được tổng thống là càng tốt nữa, phải không? Cho nên người Việt Nam nên cũng phải ủng hộ chứ, đúng không? Love me from the start with every beat of your heart. Every beat of your heart, with every beat of your heart. Cảm ơn rất nhiều. Một bài tươi vui để cho không khí sung xíu. Tiếp theo xin quý vị thưởng thức nhạc phẩm của nhạc sĩ Trần Thiên Thanh. Xin mời quý vị cùng Philip và nhạc sĩ Trần Thanh lên mây qua nhạc phẩm Tuyết Trắng. Và hôm nay có thấy có anh Phong Quân, mấy anh Phong Quân ở đây. Thank you.
phun bằng niệm để tưởng nhớ các anh hùng tử sĩ, các vị quốc vong thân, phun bằng niệm để tưởng nhớ 58.000 quân nhân Hoa Kỳ và đồng minh đã tử chiến trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Phút bằng niệm để tưởng nhớ các thuyền nhân đã hy sinh trên biển cả. Và phút bằng niệm tưởng nhớ những người vô danh đã chết trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Phút bằng niệm bắt đầu. Those are the kind of people we need. Jimmy, his mom, his dad has been in this community for years and years and years. Jimmy has grew up here giving back to the community. He is not a politician like myself. His people like him and myself, our hearts are in our community and put our community first and foremost over anything. And we need to stop, like Jimmy spoke, need to stop electing these folks who are part of this big political machine and they don't care about how they get there. They'll do whatever and say whatever to get there, and they don't care about whether it's right or wrong as long as they get there. And we finally, hopefully, my hope for this community, seeing all the politics that plays out in the Vietnamese community, we have to start knowing who we're voting for. We need to stop paying attention and all these fake news that's going on and all these different YouTubes and all these other shows that they're just out there spreading just all this fake news and propaganda that's just hurting the community. We need to put the community first, and I know Jimmy that he will, and because he's done it, and I've seen it in him. I've seen him do it. I've seen it, like he mentioned about Derek Tran. Finally, hopefully, that the Vietnamese community out there will finally vote for a Vietnamese American to represent us in Washington, and hopefully we can elect the Vietnamese that put the community first in Sacramento. So please, if you're out there watching, hopefully you guys can get the message and don't ever, excuse me, because I've seen this over the years in Westminster, don't ever let someone else take your ballot or come here for dinner or whatever and we'll show you how to know. This is America, it's your American right to vote. And you sit down at home, fill out your ballot or go vote at the polling station, but do not ever let somebody do these ballot harvesting and take your vote away from you. This is America. A lot of people died to give us this right. And in South Vietnam, a lot of people died defending freedom and democracy. So do not let them steal that away from you here in Westminster, here in America. Vote and get to know your candidates. Do not give your ballot to anybody to do it for you. So please, educate yourselves out there. Speak. Hopefully these things translate in the Vietnamese community. Do not let somebody vote for you and take your ballot. Do not let somebody buy your ballot, buy you dinner for your vote. No, you be home and you vote for yourself. You vote for the proper candidates that are gonna put our community first. So please, thank you. And thank you for coming out and supporting Jimmy. And hopefully we're able to support him financially. If you're here, hopefully you donated. If you don't, tell your friends, family to please support Jimmy. And
And all you, if you, you all have social media, right? Spread the word. You have friends, have them spread the word. Whatever, phone calls, text messaging, social media, do whatever you gotta do to spread the word and help keep Jimmy elected. So thank you very much. Yeah, very, very true words. So, chú con, mời quý chú con lên để you, it's a lot of props here. Okay. Chúng tôi xin giới thiệu một số quý vị rất là quan trọng trong cái ngày gây quỹ của luật sư Dương Nguyễn ngày hôm nay. Chúng tôi nhận thấy lúc luật sư, chúng tôi nhận thấy có luật sư Đỗ Phủ cũng là người trong Đảng Dân Chủ. Chúng tôi mời luật sư Đỗ Phủ đứng lên ạ. Chúng ta cho luật sư Đỗ Phủ một tràng pháo tay. Vâng, chúng tôi thấy, vâng, chúng tôi thấy anh Tại Trung và chị cũng có mặt ngày hôm nay là chủ tịch Hội Dân Chủ Việt Nam. Xin mời. Và chúng tôi có thấy bác sĩ Đinh, tức là Ngô Bá Định, cũng là đảng viên Đảng Dân Chủ và có mặt ngày hôm nay. Và chúng tôi thấy có anh Phạm Gia Đại cũng có mặt ngày hôm nay. Mời anh Phạm Gia Đại, chúng ta mời anh đứng dậy ạ. À, bên kia chúng tôi có thấy cô Thanh Hương và cô Sa Thế Kẹt cũng là người của Đảng Dân Chủ và chồng có mặt ngày hôm nay. Chúng tôi xin mời quý vị đứng dậy ạ. Và dưới bàn đây chúng tôi thấy có tức là ngoài chị Tú, tức là mẹ của luật sư Jimmy Phạm, còn một số những người trong hội trung ương và quý vị trong thành phần tham dự. Chúng tôi quý vị đứng dậy tham gia một tràng pháo tay. Và ngoài ra chúng tôi thấy có một số anh em trong truyền thông báo chí cũng đã có mặt ngày hôm nay. Chúng tôi mời quý vị cho các anh em truyền thông báo chí của người Việt Nam chúng ta một tràng pháo tay. Chúng tôi thấy có một số cựu quân nhân quân đội Việt Nam Cộng Hòa và quân nhân cũng như hậu duệ cũng đã có mặt để ủng hộ cho luật sư Jimmy Phạm ngày hôm nay. Chúng tôi xin quý vị một tràng pháo tay cho tất cả những người có mặt ngày hôm nay trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa và hậu duệ. Vâng, chúng tôi có thấy anh Quỳnh và phu nhân cũng là người trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũng đã có mặt tham dự ngày hôm nay. Ngoài ra thì quý vị cũng biết có một số ca sĩ nổi danh trong Việt Nam cũng đã có mặt, như vừa nãy cống hiến cho chúng ta những bản nhạc rất hay ngày hôm nay cũng đã có mặt. Chúng ta vỗ tay cho và ngày hôm nay có một anh Không Quân, tức là anh cũng đã có mặt ngày hôm nay với một bộ đồ bay trước đây cho con đường Việt Nam Cộng Hòa. Tí anh sẽ hát những cái bản nhạc và của Việt Nam Cộng Hòa trong Không Quân. Cho anh một tràng pháo tay. Nhiều người sẽ có mặt ủng hộ luật sư Di ngày hôm nay. Và chúng tôi không quên một cái người vô cùng quan trọng đã sinh ra luật sư Di Vi Phạm. Chúng tôi xin mời chị Tú, xin mời chị, một người mẹ rất là xuất sắc. Mời chị lên trên này. Một người đã sinh ra 5 người con và một người thành công trong xã hội Hoa Kỳ này. Trong gia đình có 2 bác sĩ và 2 luật sư, rất là hiếm có. Mời chị đến đây. Vâng, và người luôn ủng hộ sát cánh bên cạnh luật sư Jimmy Phạm. Đó, chúng tôi xin quý vị chúng ta trong cộng đồng chúng ta hoan hô cho chị Tú, tức là một luật sĩ của Việt Nam và sang bên hành nghề tại Hoa Kỳ và cũng là hội trưởng Hội Trung ương rất là nhiều nhiệm kỳ. Xin mời chị phát biểu ý kiến ạ. Dạ, cảm ơn anh Công. Dạ, thường thật là bất ngờ anh Công cho phép tôi được lên sân khấu trên đây. Chúng tôi xin chân thành đầu tiên phải xin cảm tạ tất cả quý vị quan khách có mặt ngày hôm nay để yểm trợ cho cháu Jimmy. Tôi chân thành cảm ơn trước tiên. Vâng, thì rồi sau này thì xin một vài tâm sự là thật tình. Chúng tôi rời Việt Nam năm 1975 và sang định cư tại California năm 1977. Và Jimmy là cháu trai út của tôi, vậy sinh năm 1977, tại lớn lên hoàn toàn sinh tại Cali và lớn lên tại Cali hoàn toàn,
Thì xin thưa tất cả quý vị điều đó. Nhưng mà trong gia đình chúng tôi vẫn theo truyền thống Việt Nam, chúng tôi vẫn nói tiếng Việt trong gia đình. Và tất cả các con của tôi, 5 cháu đều nói tiếng Việt trong gia đình. Tuy rằng là trong ngoài xã hội các cháu không có dùng tiếng Việt nhiều, nhưng mà trong gia đình chúng tôi hoàn toàn vẫn nói tiếng Việt và theo cái truyền thống của gia đình. Ông chồng tôi ngày xưa là bác sĩ nha khoa Phạm Đình Tuân. Thưa một số quý vị chắc biết, ông chồng tôi là người đã đứng lên lo thành lập tên Little Sài Gòn. Cái tên Little Sài Gòn sở dĩ đến ngày nay mà còn lại và lưu truyền đến bây giờ là do bác sĩ nha khoa Phạm Đình Tuân, ông xã tôi đã đóng góp trong cái việc xin có tên Little Sài Gòn. Và cháu Jimmy ảnh hưởng trong gia đình, ảnh hưởng của bố, ảnh hưởng của mẹ, thành cháu thích được làm việc để phục vụ cộng đồng. Cháu thì xin thưa là tôi có 5 cháu, thì 4 cháu trên thì cháu là bác sĩ, cháu nha sĩ, tất cả về y khoa hết. Thế nhưng mà đến khi Jimmy thì lại thích học về luật. Và khi cháu theo về ngành luật thì cháu, cái ước vọng của cháu là sẽ hoạt động để phục vụ cộng đồng và phục vụ ý tất cả cái tư tưởng của một cái người được trưởng thành lên tự tại đất Mỹ, thì cháu là người muốn theo truyền thống như vậy. Mặc dù cháu có văn phòng luật sư, cháu là luật sư về di trú, hiện giờ cháu có văn phòng lịch sử sư tại Irvine và tại Huntington Beach, nhưng cháu vẫn bỏ thì giờ để muốn lo về công việc phục vụ cộng đồng. Vì vậy cháu ra ghi tên ra để được ứng cử trong cái chức vụ dân biểu tiểu bang đại học 70. Cháu có nhiều lần cháu về tâm sự với là mẹ là cháu lên San Jose, rất được các quý vị ở trên San Jose yểm trợ cháu và khuyến khích cháu ra ở đây để mà thực hiện tất cả cái nguyện vọng của tuổi trẻ, một người đã được lớn lên ở trong xã hội Hoa Kỳ nhưng mà vẫn đem khí nhiệt huyết của người Việt Nam để mà ra giúp cho cuộc đời. Thì đấy, tôi xin có vài lời về cháu để xin thành thật cảm ơn tất cả quý quan khách có mặt nơi đây đã ủng hộ cho cháu và mong rằng trong tương lai cháu là người có thể làm việc được thành công và đem giúp cho cộng đồng. Và cháu là một người rất là đứng đắn, rất là thật thà. Thì tôi ở trong nhà thì tôi hiểu cháu bất cứ giấy tờ gì mà cháu làm việc rất là đứng đắn, rất là đàng hoàng. Và cháu nhắc bố mẹ là phải làm đúng như vậy. Đó là cái tính nét của cháu. Để chúng xin thưa toàn thể quý vị. Chúng ta vỗ tay hoan hô cho một người mẹ đã đào tạo nên 5 người con rất xứng đáng và cho xã hội Hoa Kỳ này. Xin mời chị xuống nghỉ ngơi một chút xíu. Và chúng tôi cũng xin sơ qua với quý vị một chút là chúng tôi quen biết với gia đình của bác sĩ nha khoa thiếu tá Phạm Đình Tuân cũng khoảng 30 năm rồi. Và trong một cái giây phút nào đó anh Tuân đã ra đi, và trong cái đám tang có một số các cựu quân nhân của Đường Biên Cộng Hòa này đến tiến đưa phủ cờ làm nghi lễ và đưa anh đến giây phút cuối cùng. Một cái không bao giờ tôi quên được là trong ngày tang lễ của anh Jimmy lúc đó khoảng bao nhiêu năm, Jimmy có nhớ không nào? Đám tang bao nhiêu năm? Sao là người đâu sao không? 40 năm. Không, đám tang của ba có 2016 thôi. 8 năm. Có một cái nhân duyên làm sao đó, những cái lá cờ chúng ta mỗi một buổi lễ lớn cờ Mỹ, cờ Việt Nam ở trên cái đường Bonsa này thì chưa có một đám nào, có một cái đám tang nó trùng hợp, vì anh Tuân là cái người sáng lập cái Little Sài Gòn, cờ vẫn còn treo như vậy. Thì hôm đó đoàn xe của quân đội tiến đưa anh một đoạn đường từ nhà quản lý family đi, cờ quạt hai bên đường, nó có cái sự trùng hợp làm sao như là nhớ một cái người sáng lập cái khu Little Sài Gòn này đó. Thế cho nên là khi chúng tôi biết anh Tuân á, một cái câu mà anh Tuân nói với những cái thế hệ trẻ và con tôi lúc còn nhỏ lắm nhớ, và chúng tôi có câu lưu truyền này là thôi các cháu còn nhỏ đó cứ đi học đi, chữ nó vào đầu thì cứ mài ra mà ăn. Do đó cái câu đó anh Tuân đã đào tạo lên Jimmy và những người sau này, và cái câu đó tôi và con tôi các cháu vẫn nhớ đến ngày hôm nay, và gia đình tôi cũng có một những cháu thành đạt. Do đó ngày hôm nay Jimmy đứng ở đây là một người rất là xứng đáng với cương vị là luật sư. Nếu mà bây giờ trong cái địa hạt này chúng ta phải cần một cái người luật sư đó thành thạo tiếng Anh thì mới đứng ra tranh đấu, có những cái
nhưng có những cái chuyện phức tạp mà phải dùng tiếng Anh để nói với người Mỹ ở đây thì Jimmy rất là xứng đáng. Và tiếng Việt của Jimmy, quý vị theo tôi như vậy, Jimmy cũng là được 70-80% tiếng Việt rồi. Do đó ngày hôm nay những cái sinh hoạt của anh thiếu tá Phạm Đình Tuân đối với cộng đồng chúng ta rất nhiều cái sinh hoạt. Do đó ngày hôm nay chúng tôi đến và một số cựu quân nhân cứ đường Việt Nam Cộng Hòa và những người trong Đảng Dân Chủ và những người đến đây tham dự, tôi mong rằng sẽ ủng hộ cho luật sư Jimmy Phạm, một người con của cộng đồng rất là xứng đáng để cho chúng ta bầu trong cái dịp bầu cử hơn một tháng nữa ngày hôm nay. Xin mời quý vị chúng tôi xin mời anh Tạ Trung chúng ta lên đây để anh có một vài ý kiến phát biểu để ủng hộ luật sư Jimmy Phạm ngày hôm nay. Và tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay, chúng tôi sẽ lần lượt mời quý vị lên để chúng ta có những cái phát biểu để chúng ta ủng hộ cho luật sư Jimmy Phạm thành công trong cái ngày tranh cử hơn một tháng nữa ngày hôm nay. Xin mời anh Trọng Tạ Trung. Kính thưa quý vị, chúng tôi let me talk in the Vietnamese for our fellow Vietnamese American. So kính thưa quý vị, thì hôm nay chúng tôi muốn lên đây để mà có một vài lời tâm tình, hy vọng rằng là vào ngày 5 tháng 11 này chúng ta sẽ có một cái khuôn mặt mới, một cái người thật sự đóng góp cho cộng đồng chúng ta và đem lại những cái quyền lợi thiết thực từ Sacramento về với cái cộng đồng chúng ta. Thì chắc quý vị cũng biết là trong cộng đồng chúng ta trước đây cũng rất là có nhiều vị dân cử mà đã từng lên trên đại diện cho tiểu bang với chức vụ là dân biểu cũng như là thượng nghị sĩ. Tuy nhiên trong 30 năm qua họ đã làm được gì cho cộng đồng chúng ta? Thì cái câu hỏi đặt ra là quý vị cũng tự trả lời. Chúng ta chưa có một cái quyền lợi gì về lại cho cái địa hạt và đặc biệt là cho cái cộng đồng chúng ta. Quý vị cũng nhớ là trên San Jose họ đã có một cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng rất là đẹp, rất là lớn. Tại sao ở đây chúng ta có rất là nhiều dân cử vừa cấp tiểu bang, vừa cấp quận hạt, cũng như là tại về tại cấp gọi là thành phố, nhưng mà chúng ta vẫn chưa có một trung tâm sinh hoạt cộng đồng? Đó là cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải có cái sự trăn trở, mà chúng tôi nghĩ rằng nhân diện đây thì chúng tôi xin lặp lại cái điều mà Jimmy đã nói. Và cái điều này chúng tôi đã nói rất là nhiều lần đến với cái cộng đồng chúng ta để giải thích tại sao chúng ta cần một cái người trẻ có khả năng, có nhiệt tâm, có tấm lòng và có cái đạo đức. Chúng tôi nói đạo đức ở đây là đạo đức của một con người, nghĩa là luôn luôn thành thật, trong sáng. Họ sẽ đưa lại cho các cộng đồng chúng ta những cái sự vĩnh diện, những cái sự hãnh diện lại mà trước đây chúng ta đã gần 20 mấy năm về trước chúng ta đã rất là hãnh diện. Tuy nhiên trong thời gian qua thì chúng tôi phải nói là chúng ta rất là buồn lòng những cái người mà dân cử đã đại diện chúng ta. Thì chúng tôi mong rằng quý vị nên cho cái người bạn đứng cạnh chúng tôi đây, Jimmy, một cái người trẻ, một cái người rất là có khả năng, một cái người rất là có tấm lòng, đại diện quý vị lên Sacramento. Mà chúng tôi nghĩ rằng cái điểm mà Jimmy nêu ra đó, chúng tôi cũng đã được nói là tại vì ở trong chính trường Mỹ chúng ta phải biết cái vấn đề gọi là đảng phái. Quý vị cũng biết là trên Sacramento đảng Dân Chủ đa số tuyệt đối. Thì cho nên những cái điều mà Jimmy cần đem lại những cái quyền lợi về cộng đồng thì rất là dễ dàng, tại vì sẽ được những cái người đồng viện họ chấp thuận. Một cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng chừng 10 triệu hoặc là 20 triệu đô la đối với chúng ta thì con số là khá lớn. Tuy nhiên với một ngân sách hàng trăm tỷ đô la thì con số này cũng rất là nhỏ quý vị. Chúng tôi nghĩ rằng nếu mà Jimmy lên Sacramento thì chúng tôi hy vọng rằng chỉ vài năm tới Jimmy sẽ đem lại những cái sinh hoạt thật là thực tế cho cộng đồng chúng ta. Thì đó là cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ, ai sẽ là người đem lại quyền lợi cho cộng đồng, ai sẽ là người đem lại những cái điều tốt lành, những cái sự tốt đẹp mà trước đây chúng ta đã từng gọi là có những người họ không làm, không được tốt như vậy. Thì chúng tôi mong rằng quý vị nên cho Jimmy một cái cơ hội để mà chứng tỏ cái sự khả năng của Jimmy cũng như là cái tinh thần phục vụ của Jimmy. Thì chúng tôi hy vọng rằng vào ngày 5 tháng 11 này, tất cả quý vị, không phải quý vị mà khuyến khích những người trong gia đình chúng ta, những người bạn chúng ta bầu phiếu cho Jimmy để mà chúng ta có một cái người
thành công và đem lại những quyền lợi cho cộng đồng chúng ta tương lai. Và một lần nữa xin chúc mừng Remy và hy vọng rằng những cái tâm tình này, những cái người mà trong cộng đồng chúng ta gửi tâm huyết cho em sẽ thực sự làm những cái điều đó cho cộng đồng. Xin cảm ơn em. Cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn anh Tạ Trung rất nhiều đã gửi những lời quý báu và chúc mừng đến cho luật sư Jimmy Phạm. Bây giờ chúng tôi xin mời anh luật sư Đỗ Phủ, mời anh lên trên này, và anh Phủ là một người đảng Dân Chủ nổi tiếng ở đây nhé. Mời anh. Ghi danh đảng Dân Chủ chứ không có phải là trong đảng nhé. Không phải hả? Ghi danh đảng thôi. Anh ghi danh đảng Dân Chủ hả? Chúng tôi thấy quý vị như này, anh quay cho chúng tôi một cái coi. Quý vị nhìn kỹ mặt luật sư Đỗ Phủ không? À, tôi cũng vậy, có nhiều người chúng tôi đi uống cà phê với anh em trong quân đội và rất nhiều đoàn đội khi đi sinh hoạt ở đây này, gặp nhau thì có những cái ngại ngùng, tôi không hiểu làm sao. Nhưng mà quý vị biết rằng cái tiểu bang California của chúng ta này là tiểu bang xanh, tức là tiểu bang của Đảng Dân Chủ, còn Cộng Hòa thì ở bên Texas. Thế mà đi uống cà phê hay đi gặp chuyện này chuyện kia với nhau, ông ấy Đảng Dân Chủ nhưng ông cứ nói về ông Đảng Cộng Hòa, nhưng khi đi bầu thì ông lại bầu cho Dân Chủ. Nó khổ như vậy. Cho nên anh Phủ, tôi nghĩ là cái bụng anh ấy, anh cũng phải bỏ phiếu cho cái màu xanh ở đây, phải không thưa anh? Không phải anh, tại vì ai thấy mình quân nhân cũng nghĩ là họ đặt trường hợp là mình là phải Đảng Cộng Hòa. Đảng Cộng Nhân tôi không bán nước như Cộng Hòa được, tôi đâu bán nước Việt Nam như Nixon được. Cho nên tôi phải đi theo cái đảng mà nó bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa. Thế thì bây giờ, thưa anh, bây giờ mình cứ nói là chiến tranh xảy ra chuyện này 1-2 phút thôi. Thì bây giờ cái đảng nào đang ủng hộ cho chiến tranh Ukraine? À, thì bây giờ có phải ông Biden ông đang ký dân ngân sách bao nhiêu tỷ đô la mà trong khi ông chuẩn bị ông cắt ngân sách rồi? Đúng rồi, cái đó là giống như trường hợp của Việt Nam Cộng Hòa đang chống cộng sản đây là chống độc tài mà Mỹ đòi cắt, đó là trường hợp của Ukraine. À, thế thì bây giờ và chúng ta là người dân chủ, ghi danh dân chủ cho nên mình ủng hộ chống độc tài, chống cộng sản. Đó, thế quý vị biết không, tôi biết ở trong này nhiều người nó cứ nghĩ là lì đi ra ngoài này, ông nào cũng phải Cộng Hòa rồi vui vẻ với nhau trong gia đình. Ngay gia đình tôi cũng vậy này, đó, chồng thì Cộng Hòa, vợ Dân Chủ, nhưng mà con cái như vậy, nhưng mà khi bỏ phiếu mới là cái quan trọng. Quý vị phải nhìn cái lá phiếu, đến đó ông nào bỏ mới là quan trọng, như cái miệng nói như vậy. Ngay như người Mỹ cũng vậy nhé, đó, nhưng mà khi bỏ phiếu nhìn cái lá phiếu của người ta, tên tuổi người ta, bỏ mới là quan trọng. Chúng tôi nhìn nhường lời và mong là luật sư Đỗ Phủ tiếp tục câu chuyện với cộng đồng và những người tham dự ngày hôm nay. Dạ vâng, hôm nay tới đây để ủng hộ Jimmy. Tôi được dịp may mắn biết Jimmy sau này, không biết trước đây, nhưng mà biết bố của Jimmy, bác sĩ Tuân, nhà sĩ Tuân. Bác sĩ Tuân là người đã từng nhổ răng cho tôi nữa, nên vì có cái ơn huệ mà nhổ răng hồi đó lại không lấy tiền nhé, liên răng lâu lắm rồi, lúc đó em còn nhỏ, ok. Và bác sĩ Tuân không lấy tiền, và biết gia đình của bác sĩ Tuân, nhà sĩ Tuân rất lâu, lúc mà bác còn sống, uống cà phê với bác cũng nhiều. Cho nên khi mà con trai bác mà ra ứng cử đó thì mình tìm hiểu để coi thử người này có cái hoài bão gì. Thì sau khi nói chuyện với Jimmy thì Jimmy cũng quyết định một thời gian là Jimmy ứng cử vào cái chức vụ State Assembly của cái địa hạt State Assembly mà against số mấy này là số 70 against một người là tên là Tạ Đức Chí. Thì thành tích của anh Chí gồm có làm thành phố gần phá sản cũng như là hát miệng, chưa làm được cái gì cho thành phố cả. Những người bị corrupt như vậy, chúng ta cần một cái người mà có cái hoài bão đứng lên để giúp cộng đồng, vận động cộng đồng mang những gì trong sạch lại cho cộng đồng chúng ta. Thì Jimmy là một người trẻ có cái hoài bão đó, cho nên vì lý do đó mà tôi ủng hộ anh Jimmy. Jimmy không hề có hoài bão để mang chính trị làm ăn kiếm tiền. Và Jimmy cũng không làm cái thành phố bị mất tiền và gần tới với bankruptcy. Cho nên tôi nghĩ là Jimmy là một người rất là xứng đáng để replace hiện giờ trong cái chức vụ này State Assembly 70 của người mà đương nhiên họ không làm được gì cả và có thành tích rất ư là gọi như là bê bối trong vấn đề tiền bạc để thành phố cần phát sản. Và chắc Jimmy biết chuyện đó phải không? Absolutely. You need to kick his butt, ok? Absolutely. Right, kick his butt, sir. Right? Yes, right, sir. Kick his butt, right? Chúng ta giúp Jimmy bằng cách là ủng hộ, nếu mà có khả năng ủng hộ về vấn đề tài chính để Jimmy có thể có quảng cáo nhiều hơn, chi phí nhiều hơn. Và chúng ta kêu gọi mọi người bầu cho Jimmy. Cảm ơn anh. Cảm ơn luật sư Đỗ Phủ rất nhiều. Quý vị, mà khi quý vị ra ngoài này á, khoảng mấy chục năm, khoảng mười mấy năm trước á, thì khi tôi thành lập cái hội xe Jeep ở đây thì luật sư Đỗ Phủ thành lập cái hội mô tô. Mà cái hội ông này đi phá làng phá xóm giữ nó cứ bùm ở ngoài đường, nghe nhức đầu lắm. Nhưng mà lại vui, mang lại cho cộng đồng rất là nhiều cái
cái sự tốt đẹp người Mỹ. Ơ, Việt Nam cũng lái mô tô chứ, nhỏ con nhưng mà mô tô nhiều lắm nha. Dạ, thưa anh bây giờ bao nhiêu cái mô tô ở hội? À, họ mấy chục trời chiếc đây. Dạ, mình là người Mỹ mà. Vâng. Mình là một người Mỹ gốc Việt, lái Harley tại vì nó bảo, nó đại diện cho cái icon của nước Mỹ và mình yêu chuộng sự tự do, chống độc tài cho nên phải lái Harley. À, cảm ơn anh Đỗ Phủ rất nhiều và mời luật sư về chỗ ngồi và tiếp tục chúng ta ủng hộ cho luật sư Jimmy Phạm. Bây giờ chúng tôi xin mời bác sĩ Lê Bá Định. Xin lỗi, bác sĩ Ngô Bá Định nhá. Xin mời bác sĩ Ngô Bá Định đến trên này. Và trước đây cách đây mấy tháng thì tôi cũng bây giờ tôi đã trở thành một người member của bác sĩ Ngô Bá Định. Xin bác sĩ lên trên này để có một số ý kiến. Vâng, lên trên này. Cảm ơn anh Hai Jimmy. Mr. Manzo and Mr. Tarvin and Mr. Yokohama, we're very honored to have you guys here to team up with Jimmy, and we're gonna do a big thing. I'm talking about a blue tsunami. I remember in March 23rd, 2023, in front of Bosa, Rayo TV, của anh Vũ Hoàng Lân, I told him that my name is Dean, my office at the corner. If I say something wrong, I say something a liar, fake, you guys know where I am. And 3 years, 5 years from now, whatever I say today, it won't happen. You know where come to kill me. Well, I don't mind. So whatever I say, I put my life on the line. My family security on the line. So I remember England, March 23rd, 2023, because easy to remember. Ngày 23 tháng 3 năm 2023 thì tôi nói rằng ông Trump đã làm tội. He will be prosecuted. He will be indicted. Okay? And I don't care you a cousin or you a family of God, Jesus Christ, Buddha. If you commit a crime in America, you will face the law. Merrick Garland will come to you. So I remember what I say, right? So Donald Trump will be prosecuted. Will be face the law, will be indicted, and he will be sentenced in what? I would say like it's at November 26th will be the day we sentence it for 34 count. Okay, so once again, for overall picture, I think every vote, there's a karma, there's a consequence go along with your vote. Every time you come in here, there's a consequence. There's a good deed, it's a karma, a good deed you, if you stay here and do something good for our community, for our country, for our democracy. So for overall picture, my family used to vote for Janet Nguyen, okay, Andrew Do, Trần Thái Văn, Tyler Diệp, because they think they are Vietnamese if they can do good for community. But now it's different. Right now, the democracy is at stake, okay? So for us, I don't care what party, you have to vote for them, Democrat, to save our country, okay? Forget about Republican or Democrat, Independent or whatever, because if you are Republican, you have to be in the cycle of Trump, because right now, there's no traditional Republican Party. Right now, it's a Trump Party. It's a Putin wings. It's an extreme MAGA. It's scary. It's divided. The existential threat for our democracy, our security, not just in America, but for the whole free world, human rights all over the world. Okay, so if you have the vote, vote blue, because that you save the country. Because we escaped the communism, right? We don't want dictator. We don't want any autocrat, any lie, any fake news, any demagogue. We don't want them. If you don't want them, that's the reason you live in America. And then you have to think about democracy. The free election, free and fair election. The truth, the science, the law. Anything disputed, you get your lawyer, go to the court,
and we dispute in the law, under the law. We have to trial based on the fact and the law and let the jury decide it. So that's how things work in America. You don't tell fake news, and you don't divide us, you don't feign the violence, and you don't want to subvert the result of the election, a free and fair election. So that's what communists doing. So last year, I say, this is my office, I'm here. If I say something wrong, or whatever I say today, it's not the truth, you know where I am. I will take full responsibility, accountability, what I'm saying on March 23rd, 2023. Today, the same thing, Jimmy, for over our picture. If you vote, you vote. This year, there will be a karma, a consequence going with that vote. I'm talking about science here. I'm not saying something intangible here. Science. Remember, I won't talk about the science, take a long time, okay? Just one thing, okay? One thing happened to my patient. The kid come to me, doctor, I can't believe it, my mom, my dad follow one of the famous singer in here, and they think that if Kamala become the president, she will sell the country to China. And they believe that the Catholic will be killed. We don't go to church anymore. Doctor, how can I believe it? So I don't talk to my mom, my dad. I still eating with them. Mother Day, Father Day, I still with them. But from now on, from this moment, I don't talk to them about any religion, any spiritual value, any moral values. Done. I'm done with them. Because I can't believe it. So see, that's just a small karma consequence happened to the people who fanatically, who psychotically believe in Donald Trump and believe on the fake news that if Kamala become a president, she will sell the country to the communism, to China, and the whole Catholic people here will be terminated. How can you believe in those kind of ridiculous? So that's the karma, the consequence. That means the kid won't look up at their parent anymore. No more daddy, mommy. I'm gonna eat with you, we are family, but when I need something, moral compass, anything ideology, I don't have any connection with you. How horrible is that? If your kids say that into your face. Okay, so that's a small thing. That's many, many things I don't go. Okay, that's a general picture. Now, let's go back to the small picture. The small picture right here, if you see that anh Chí Tà mà đứng next to Jimmy, right? If you're Vietnamese, usually you tend to believe in Chí Tà because he's very good Vietnamese. He got a lot of money, he got a lot of connection, and he an incumbent. And he know use the vocabulary to get people, and he's a Republican, and here Vietnamese community lived Republican for many years, okay? But if you are English, you grow up in America, or you believe in somebody who can speak good English, know the law, and get a good heart, and know what it takes, and is belong to majority of the House, a Senate in California. See, those things are very basic. A kid at 9 years old, he will know that this guy who know English, speak good fluent English, know the law, get the heart, get a family tradition, and he will be one of the Democrats, which is the majority of the House, right? And then his voice, whatever he wants to do, get done for our community, will be listened, will be heard, and will be counted in Sacramento. You look at Chen Taiwan, right? You Thái Lê Diệp, they've been to Sacramento, but I don't remember they done anything significant to our community. Even Chi Chan Đắc Nguyễn, she a senator. Now she have to come back down to run for supervisor.
supervisor. Why? Because up in Sacramento, she did something, but I don't think it's significant or impactful to our community, to our Vietnamese. So, but look, in Vietnamese community, we don't have, those people have the thinking I just say. They just believe in the one of the famous old singer, Kamala, become a president. She will sell the country to Xi Jinping, and this America become communist, and our Catholic will be extinct. I can't believe. Oh man, about time for our community would wake up. No English. Okay, but nếu mà Tạ Đức Chí ở đây đó thì Jimmy sẽ không bằng hắn ta đâu. Tại vì Tạ Đức Chí nói tiếng Anh, tôi nói tiếng Việt giỏi, có connection, có tiền nhiều, hắn ta là incumbent, phải. Nhưng mà khi mà nói tiếng Anh lên đó, English. So what I think is, ở trong community có thể Jimmy sẽ không nhiều phiếu bằng Chí Tạ, nhưng mà outside, with the support of Democratic, the DCCC, the Democratic Party of Orange County and the state, I think you will do well. Okay, Jimmy? So that's all. In overall picture, vote blue. Vote blue, quý vị, they save our country, democracy. Nếu mà ở địa phương, this is the guy who get the thing done. Chí Tạ, you know, when he, somebody get a good English, okay? Somebody have to understand English. And you got to be a part of this majority to get the thing done for our community. Look at Trần Thái Văn, Tài Lợi Diệp. I don't remember they doing anything for our community. And chị Trần Thái Nguyễn, she's good. I know, I acknowledge that. But now, why she not working at the Senate anymore? She come back here to run for the supervisor. Wow. So, okay. They speak English in the assembly. Yeah, I know. You have to be good English. They have to understand you. Okay, so thank you very much. Okay, những cái gì quý vị ở đây, anh chị nghe tôi nói, cái gì ở đây đều là một cái good deed, một cái hành động tốt, đều có nhân quả của nó. Một lá phiếu bầu cho Donald Trump sẽ có cái hệ quả và nhân quả của nó. Tôi nói bằng science, khoa học, chứ không có nói bằng đạo Phật gì ở đây đó. Một trong những cái giải thích bằng science là cái gì tôi mới kể là cái chuyện mà người bệnh nhân của tôi tâm sự tôi nghe bằng nước mắt, nói về đạo đức, nhân cách và giá trị tinh thần. Con không có nói chuyện với bố mẹ con được nữa, bác sĩ ơi. Bây giờ con phải tự lập những cái gì mà cần cái giá trị đạo đức mà hướng dẫn về tinh thần. I will be on my own doctor. Nói mà nước mắt đầm đìa, quý vị. Đó là chỉ là một trong, chưa kể ha, những người nào mà điên cuồng đó, mà những người chung quanh là những người tốt đó, họ sẽ không còn chơi với người đó nữa. Những người bạn tốt sẽ bỏ đi thôi. Chỉ còn những người đó còn lại mà nghĩ là dân chủ là cộng sản. Dân chủ 248 năm nay, have you seen dân chủ Cộng Hòa nói làm tận làm chấp chính vận hành đất nước này, có bao giờ nước Mỹ là cộng sản đâu. Mà tại sao có nhiều người cứ nói là dân chủ là cộng sản? Ông Biden 4 năm nay lên đó có phải thấy nước Mỹ là cộng sản đâu. Mà bây giờ có dám người nói là Kamala lên là sẽ bán nước này cho Tập Cận Bình, biến nước Mỹ này từ cộng sản. Người Công giáo chúng ta sẽ bị xử hết. Ok, tôi nói nhiều quá. Ok anh Lân, tôi hy vọng là hôm nay ngày tháng 9, 28 tháng 9, 2024, những gì tôi nói, tôi chịu trách nhiệm những gì tôi nói. Ok, anh Lân nghe phải không? Ok. Cảm ơn bác sĩ. Okay. Bác sĩ con tít lên đây để hát một nhạc phẩm và chúng ta tiếp tục có những cái chương trình. Xin mời anh. Và quý vị thấy những cái bộ đồ bay này, trước đây Việt Nam Cộng Hòa chúng ta, nếu mà còn như luật sư Phổ nói, nếu không bị bỏ rơi và vũ khí đầy đủ, chúng ta đâu có phải như thế này. Chúng tôi và lưu đoàn chúng ta ở Việt Nam chúng ta vẫn sung sướng như Hàn Quốc, như những nước khác, chúng ta vẫn là văn minh và tiến bộ. Chúng đâu có cần phải sang đây sống ở Mỹ. Sống ở Mỹ là một điều kiện rất là tốt rồi, nhưng chúng ta có tự hào về quê hương của chúng ta. Nếu Việt Nam Cộng Hòa chúng ta ngày hôm nay, trước đây đi trước Đại Hàn, tức là Nam Hàn bây giờ, mà bây giờ chúng ta bị sao, đi sau rất là nhiều. Những hình ảnh này nhớ lại những kỷ niệm xưa của 20 năm quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã từng sát cánh với Hoa Kỳ và những quân đội đồng minh để chiến đấu chống lại cộng sản đó. Và tôi nhắc lại cái lời bác sĩ Nguyễn Bất Định nói rằng
Làm gì mà có cái chuyện nước Mỹ này bán cho Cộng sản? Cộng sản làm sao vào đây được? Cộng sản toàn copy men cắt tầm bậy tầm bạ. Thế làm gì mà vào mà bán nước cho Cộng sản? Làm gì? Ông Trump và tất cả hay là Dân Chủ hay Cộng hòa không thể làm điều đó. Nước Mỹ này mấy trăm năm, vẫn muôn năm. Và chúng ta rất hãnh diện, chúng ta sống ở đất nước này có hai đảng. Chúng ta bỏ cho 4 năm này chúng ta thấy những người này tốt chúng ta bỏ, 4 năm sau chúng ta thấy không tốt chúng ta chuyên mai chúng ta đổi. Cái đây là quyền của chúng ta, quyền của những công dân Hoa Kỳ sống ở đất nước tự do này, xứng đáng nằm là những cái chuyện đó. Thay vì chúng ta ở nước độc tài chỉ có một đảng thôi. Đó, thì ngày hôm nay rất là sung sướng là quý vị sống đất nước này này, hai đảng chúng ta có quyền thay đổi nhá, và không phải là độc đảng. Và chúng tôi tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời anh Nguyễn Quang Tín là Không Quân Quân Đường Việt Nam Cộng Hòa sẽ cống hiến cho những quý vị nhạc phẩm rất hay về Việt Nam Cộng Hòa. Xin mời anh. Không Quân Quang Tín xin kính chào quý vị. Hôm nay tới để cho chúc Jimmy thành công. Xin cảm ơn quý vị. Không Quân Quang Tín thuộc Sư đoàn 3 Biên Hòa, Không Quân Sư đoàn 23, Không Quân Chiến Thuật và Tác Chiến. Xin một bài hát Một Chuyến Bay Đêm của nhạc sĩ Song Ngọc. Xin mời các vị nghe. Contribution so he can pay for the critical mail and advertisements and commercials so we can get him on the pathway to victory, get over the finish line, be the winner, and then he will represent us in Sacramento as the state assembly member for Assembly District 70. Thank you, my friend. Yeah, I don't know how to be more clear and thorough as
City Council Member Frank Yokoyama, but I appreciate the reach out, and I thank you so much for your support. And that's why we're doing a last minute fundraiser now. Not a lot of people are doing fundraisers at this point. So people coming out last minute and doing this is great. I want to introduce another school board trustee, Oceanview, and I hope I have it right, who's been sitting in the crowd patiently, Gina Clayton Tarvin, to come up to speak. And I know she's got a lot of good information, and she's been working in the Vietnamese community, I guess surreptitiously, because I wasn't even aware of this. So thank you, Gina. Thank you, Jimmy. Wow. Can I just tell you that Jimmy is the best candidate that Assembly District 70 has had ever? This is Jimmy fam right here. That's right. Jimmy, I'm so impressed with what you're doing. I'm really glad you're in this race. You're making it happen. Before I get back to talking about you, Jimmy, I want to actually give a shout out to Frank, because Frank did such a great job speaking for you. What a hype man Frank is, I'll tell you what. So Frank happens to be a city council member in Cerritos, and I am a teacher in Cerritos. I've been working in the ABC Unified School District for 29 years. I know I don't look that old, but I am. I've been around for a long time teaching kids, and I really know the value of having good schools in the community, not just as a teacher, but as a school board trustee. I got elected in 2012 in the Oceanview School District. You're here. Oceanview School District covers Westminster, Midway City, Fountain Valley, and a really big part of Huntington Beach. So I'm a Huntington Beach resident, but I represent the children of Westminster, Midway City, and Fountain Valley. I represent the children of Little Saigon. I am so proud to be their representative. So proud. Our school district is 315 acres. It's huge. We're the largest land holders in Huntington Beach and surrounding areas. We have 26 sites, and we have thousands of students. And of our thousands of students, 20% are Vietnamese. And we are so proud of the progress that they have made. And I want you to be really proud of this. Of all the children in the school district, when they take the state tests, they get the highest scores. We are so proud of them, yes. They're our top students, and they attend our gate schools and all our schools around the school district. You know, we have a school right down the street, right here off McFadden and Newland. And that is Starview, and that's where Jimmy came to visit me recently. He came as an official of the city of Westminster. He is the chairman of the Traffic Commission. I don't know if you know that about Jimmy, but he's been working in local government for years, and he's been doing a wonderful job representing the people of Westminster. And he came on an official visit to Starview to see what we're doing there to educate children. And actually, his visit was really important because we just modernized and remodeled Starview for $32 million, yes, from general obligation bonds. And we had to change the entire traffic pattern. Instead of coming in off of McFadden, we changed everything, and we now come off of Newland to get into the school. And Jimmy was part of that modernization, that project, and making that happen. Jimmy's been getting work done for the people of Orange County for years, and we know that he's the best representative for AD 70. So, let me tell you something else. I've known his opponent for years. He doesn't stand a chance against somebody like Jimmy. Because, unlike Jimmy, his opponent cares about himself. If you know him, then you know what I'm talking about. He cares about himself and only his little core group of folks, and he doesn't care about others. But Jimmy does, because Jimmy has been an advocate of immigrants and of all people because of his work.
He cares about you, and that's what you need. Jimmy cares about democracy. He cares about the rule of law. All of the things that the Vietnamese community came to this country for. Here's what I know about the Vietnamese community. Those of you that are Vietnamese, you feel this in your heart. You know this when I'm gonna say this. You're the most patriotic Americans I have ever known. And that is the truth. Because you know what it is to live under communism. You know what it is to struggle to have the most basic freedoms. And you know what it is to feel scared and to want to have a better life. I want you to know that Jimmy Pham is going to represent you and those feelings in your heart in Sacramento. Jimmy, I believe in you. I know you. I trust you. I know that you're going to bring back the dollars for our schools. For our schools. That's what state assembly members do. They pass budgets to bring the dollars back to our children. His opponent hasn't brought back a dollar, not even one. And that's unacceptable. That's why I support and endorse Jimmy Pham with every fiber of myself. And I want you to get out there and make sure that you collect those votes, you make that happen, you talk to your friends and your neighbors and you say, hey, we're all Americans and we want what's best, and what's best is Jimmy Pham for Assembly District 70. Can I get some applause for Jimmy? Woo! That's right. Jimmy, thank you so much. I can't wait for you to visit our other school in Westminster. It's literally down the street on Beach Boulevard. It's called Westmont. It's right at Beach and Heil. You know where it is. I invite you to come to our other school in Westminster and to see our wonderful students and to get to visit and see the great work you can do for the Ocean View School District. And I'm proud to represent the same people that you're gonna represent in Sacramento. Give me a fist bump, Jimmy. Boom. That's right, Jimmy Pham, right there. Thank you so much. Thank you so much, Gina, coming out here. And you know, Gina's in the middle of her own race, and we want to support her as well. I support her. So you're going to see her on some of your ballots as well, if she's running, rerunning for her race. Thank you so much, Gina. All right, wow. We got some more people that want to come up, and I don't know where Chukum is, but I'm going to get a little bit of singing, and I think a few people are going to come up, and I think we have a closing from our Asia Entertainment singer Philip Hui. Okay, go Hui Lan, go Mu Lan, yeah, go Hui Lan on that. That your opponent is formidable. He's strong. But I think he's strong among the Vietnamese border. Outside, I like to believe in you, Jimmy. I like to think you will win. That's why we are here. Anh mơ mình thấy em trên con phố nhỏ ta đã từng qua. Có đôi lần ướt mưa, nhớ mấy trò vừa vàng tay ấm. Những hẹn hò thoáng qua, em đến rất vội. Anh rất gần với em, như chưa hề rời xa. Có ai bảo với anh, xa xôi sẽ là thôi nhớ về nhau. Cánh hoa nào chẳng phai, tháng năm không chờ người thôi nhớ. Nghĩ đến điều ấy thôi đau nhói trong lòng. Sớm mai là trường đông, ai đi về phố cũ. Tưởng như anh gặp lại em
vào vai anh, nghe tiếng em cười. Chỉ cần ta nhớ về nhau, có bao giờ tiếc nuối. Cho một vui của ngày hôm nay ta mang theo. Anh chờ, anh mong, anh hy vọng. Dù đời xô ta về đâu, vẫn nhớ mãi những ngày đầu. Anh mơ cùng em bay bên anh, ta thấy như trăng dưới chân mình ở một thế giới thật xa. Anh mơ mình có em. Good luck, Jimmy. November the 5th. Quý vị thì nhớ đi bầu cho đủ, kêu gọi bà con đi bầu nhé. Chúng ta cần một người nói tiếng Anh giỏi, biết luật pháp. Và người đó có một trái tim thật sự nằm trong cái majority để mang đến sự thay đổi, phúc lợi cho cộng đồng chúng ta một cách thiết thực. Có ai bảo với anh, xa xôi sẽ là thôi nhớ về nhau. Cái hoa nào chẳng phai, tháng năm không chờ người thôi nhớ. Nghĩ đến điều ấy thôi đau nhói trong lòng. Sớm mai là trường đông, ai đi về vô cùng. Tưởng như anh gặp lại em trong đêm xanh, nép vào vai anh nghe tiếng em cười. Chỉ cần ta nhớ về nhau, có bao giờ tiếc nuối. Buồn vui của ngày hôm nay ta mang theo. Anh chờ, anh mong, anh hy vọng. Dù đời sau ta về đâu, vẫn nhớ mãi những ngày đầu. Anh mơ cùng bay bên em, ta thấy như chân dưới chân mình ở một thế giới thật xa. Anh mơ mình có em, anh mơ cùng bay bên em, ta thấy như chân dưới chân mình ở một thế giới thật xa. Anh mơ mình có hy vọng là ngày 5 tháng 11 chúng ta cùng thấy trăng đang trôi dưới chân chúng ta. Người đó tiếng Việt Nam mà tiếng Bình Dân nó gọi là phê đều đó quý vị. Hy vọng là ngày 5 tháng 1 chính nghĩa sẽ thắng gian tà, dân chủ sẽ dẹp bọn gian ác láo xạo, những bọn độc tài phát xít của đội chia rẽ. Xin chào quý vị. Cảm ơn một lần nữa, thank you các quý vị. Giờ này trễ rồi, đáng là phải đi về. Tôi chỉ có ý kiến nhỏ là anh Jimmy là một người trẻ rất xứng đáng để mà đại diện chúng ta, là bởi vì number one, he's a good English speaking, tức là người có dễ communication, mang những quyền lợi. Đối với tôi á, đảng không thành vấn đề, đảng Dân Chủ Cộng Hòa doesn't matter, là bởi vì á, cái purpose, cái mục tiêu là tất cả quyền lợi của nước Mỹ mà thôi. Nhưng mà vì chữ quyền lợi đó, người ta nhìn khi cái cạnh khác nhau. Thành ra đừng có hiểu đảng này là thân cộng sản, cái chuyện nó chuyển xa vời, đất từ Big Chuck đây, Mỹ trên 200 năm rồi đâu phải take over. Thành ra ý tôi muốn nói như thế này, mình bầu cho những người là mình tin tưởng được. Chứ còn các đảng là Sagari nó không có, mình không cái nên gửi cái đó ngoài tầm sức, mình không cần nghĩ tới điều đó. Là trước giờ tôi vẫn nghĩ là nước Mỹ á, nó như một cái con lắc thì nó dao động bên phải bên trái bên phải bên trái bên trái,
nghĩa là mỗi đảng nó có hoặc là 4 hoặc là 8 năm để nắm chính quyền. Xong rồi tới là phía bên kia thì trong thời gian 4 hay 8 năm mà nó có nhiều thay đổi. Thành ra ok, nói tóm lại là tôi chỉ wish, nhưng mà không có nghĩa là được, là tất cả anh em ở đây nếu mà có bạn bè thân thua gì đó xin dồn phiếu cho anh Jimmy Phạm hết, rất là đơn giản. Thank you. Và bây giờ với sự giúp của cô Lani, tôi trước giờ tôi không hát tại vì cả đời tôi chỉ biết làm thôi. Đây là bài Nếu Có Yêu Tôi. Này, chỉ hát for fun thôi, thành ra đúng hay hay thì nó là to be honest, irrelevant. Yeah. Nỗi đau, nhẹ nhàng một nỗi buồn, dịu dàng một nỗi đau.
tôi đành xuôi tay trôi ra về đâu chốn nào nữa thương. Nếu có yêu tôi, yêu tôi bây giờ từ đời ngày mai đến lúc tôi qua đời, từ đời ngày mai đến khi tôi thành